Hiện tại thì kiện hàng đã được bên em đóng gói rất là kỹ càng rồi các bác nhá. Có tem băng dính của Viettel này, băng dính của DB Acoustic này, rồi giấy hàng dễ vỡ và đơn hàng đầy đủ ok. Và bây giờ chỉ có mang lên xe và gửi đi thôi. Em xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với cả kênh của Lương Âm Thanh. Bên em là một bên chuyên cung cấp các thiết bị karaoke gia đình và karaoke chuyên nghiệp. Có rất là nhiều các thể loại thiết bị âm thanh để các bác lựa chọn. Và bên em là bên đại lý của của DB Acoustic. Và thì nếu mà các bác đam mê âm thanh và các bác hay theo dõi trên kênh YouTube ý, thì các bác sẽ biết là DB Acoustic là một hãng âm thanh sản xuất từ bên Mỹ. Và cái chất lượng của hàng DB Acoustic thì đã có tiếng ở trên thị trường rất là lâu rồi. Và giới thiệu qua bên em là bên đại lý của DB Acoustic các bác nhá. Gồm có giấy chứng nhận đầy đủ và được vinh danh là đại lý xuất sắc của DB Acoustic. Khi mà các bác mua hàng bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Những cái sản phẩm bên em luôn luôn là hàng chính hãng chất lượng cao. Và bảo hành 1 năm, tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho các bác, cực kỳ uy tín. Và ngày hôm nay thì có một cái đơn hàng của bác khách ở Tiền Hải, Thái Bình các bác nhá. Bác có lấy bên em đó là một chiếc loa súp DB Acoustic, mã của nó là SW12. Và đây là một dòng súp bass 30 sử dụng gia đình. Và đây là cái bao bì của nó này các bác này. Đây là vỏ bao bì của nó nhá. Nguyên đai nguyên kiện. Và bây giờ thì em sẽ tháo cái bao bì này ra và cùng test sản phẩm trước khi mà gửi đi cho khách hàng. Và các bác có thể thấy là ở trên sản phẩm này nó sẽ có ghi tem thống kê các cái thông số của nó. Thứ nhất là về cân nặng này, 25,5 kg, và sử dụng nguồn là 220V. Và nó có cả kích thước của nó nữa. Ở đây là thông tin là loa súp 12 inch, tức là súp bass 30 đấy các bác. Và bây giờ em sẽ bỏ cái bao bì này ra nhé và cho sản phẩm ra ngoài. DB thì không chỉ riêng súp đâu các bác nhé. Nó còn có cả loa full này, rồi vang số chỉnh cơ, cục đẩy, rồi rất là nhiều các thiết bị. Và một số sản phẩm nó sẽ bảo hành 2 năm, có sản phẩm bảo hành 1 năm, có sản phẩm bảo hành 2 năm. Và bên em sẽ thực hành đúng cái bảo hành của nhà hãng. Và ở đây là cái sản phẩm sau khi vừa lấy ra này các bác này. Thứ nhất là trong này nó sẽ có một cái dây nguồn để sử dụng nguồn điện 220V, dùng mạng lưới gia đình, cắm trực tiếp vào trong con súp luôn. Và kèm theo đó là một cái tờ giấy về thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng. Cái quyển thông số kỹ thuật này sẽ chung cho hai dòng, đó là dòng SW12B và SW15B các bác nhé. Đây là cái sản phẩm này sau khi lột bao bì ra, và các bác có thể thấy cái lớp xốp của nó cực kỳ là kỹ càng các bác nhé. Bên trong lớp xốp rất là kỹ càng và có một cái lớp ni lông để chống ẩm nữa. Trong quá trình vận chuyển thì bên em còn đóng gói và bên em lót xốp ở ngoài, và bên em vận chuyển toàn quốc, các bác hoàn toàn yên tâm đến tận tay các bác mà không vết chảy xước nào luôn nhá. Và các bác có thể nhìn qua tổng thể của cái con SW12B này. Em nhắc lại, đây là dòng loa súp bass 30. Đây là tổng thể, em sẽ chiếu qua một vòng để cho các bác cùng xem. Nó có cái lớp gỗ rất là sang trọng, lớp gỗ màu nâu sáng, rất là sang trọng, và có cái đường vân gỗ nhìn rất là tinh tế. Phía mặt trước nó là cái loa e căng để bảo vệ cái màng loa, cái bát loa bên trong. Cái e căng này nó bằng vải dù rất là chắc chắn, và các bác có thể nhìn thấy các cái đường kim mũi chỉ nó ở cái phần e căng này, nó làm rất là gọn gàng các bác nhé. Và ở giữa thì nó sẽ có một cái logo của thương hiệu DB Acoustic bằng kim loại đấy, dập chìm vào trong ở đây, nhìn rất là sang trọng. Và các bác lưu ý là tất cả những cái sản phẩm chính hãng của DB Acoustic thì nó sẽ đều có những cái tem và cái mã QR để chúng ta cào và kích hoạt bảo hành. Chúng ta có thể truy cập vào cái trang chủ của nhà hãng thông qua cái tem bảo hành, là cái tem xuất xứ của nó này. Và các bác có thể thấy là nó sử dụng công nghệ là đến từ Mỹ các bác nhé. Sử dụng công nghệ đến từ Mỹ, và chúng ta quét mã QR code ở đây thì chúng ta sẽ vào được cái trang chủ DB Acoustic. Đó. Và em sẽ chiếu cho các bác xem cái phần mặt sau. Ở cái phần mặt sau thì đây là cái phần mạch điện của con loa súp. Và ở phần mạch điện thì nó cũng sẽ có cái phần tem bảo hành của công ty. Và khi mà bên em xuất hàng cho các bác ấy thì bên em sẽ dán thêm cả cái phần tem bảo hành của bên em nữa, có đầy đủ địa chỉ rõ ràng và cả số điện thoại để các bác có thể liên hệ bất cứ lúc nào để được nghe tư vấn hoặc là phản ánh phản hồi. Ở đằng sau thì bác để ý, thứ nhất là ở cái đây nó là cái thanh tản nhiệt, nó là cái phần tản nhiệt của cái mạch súp. Và nó sẽ có cho chúng ta là ba cái nút vặn xoay ở đây. Ba cái nút vặn xoay này nó là gì? Thứ nhất nó cái nút đầu tiên là volume này, để chúng ta chỉnh volume này. Cái nút thứ hai ở giữa là để chúng ta đảo pha, để nó cùng pha các loa full của nhà các bác, để cho âm thanh nó đưa ra là đồng đều, đồng bộ với nhau. Và cái tiếp theo, cái trên cùng, nó là cái phần nút để chúng ta cắt tần số, chỉnh tần số.
chúng ta có thể cắt tần số sao cho cái âm thanh khi mà nó đi ra khỏi loa súp nó là những cái âm tần số mà chúng ta cắt hết những cái giải tần cao của các nhạc cụ khác đi, và chúng ta chỉ để ra những cái giải tần thấp, những âm loa trầm bass của tiếng trống đi ra thôi, để cho âm thanh nó là trầm nhất và ấm nhất và nó là uy lực nhất. Và các bác hãy chỉnh cái này theo sở thích của các bác nhé. Tai nghe các bác cảm thấy nó ở chỗ nào nó trầm và tiếng nó tròn thì các bác để. Và ở trên này nó có ba cái đèn tín hiệu này, báo click quá tải này, signal là báo tín hiệu vào này. Còn khi mà các bác bật cái loa súp này lên thì nó sẽ có cái đèn tín hiệu xanh ở đây nữa. Ở dưới là đèn tín hiệu nguồn các bác nhé. Và nó sử dụng nguồn đường vào là 220V và công suất của nó là 250W. Đây các bác thấy cái dòng chữ dưới này không? Sử dụng nguồn 220V và công suất của con loa súp này là 250W. Và ở phía dưới cùng nó là cái lỗ thông hơi để loa bass hoạt động ở phía bên trong, nó đẩy hơi, nó hút hơi và đẩy hơi ra. Đấy, khi mà loa nó hút và đẩy ấy, thì nó sẽ có cái hơi bên trong, thì đây là cái phần thoát khí cho nó. Và các bác để ý ở đây cái phần mạch điện này thì nó được cố định bằng rất là nhiều các cái con đinh lục giác các bác nhá. Đấy, cố định bằng cái vít lục giác, thế nên là nó cực kỳ là chắc chắn. Trong quá trình hoạt động thì nó sẽ không gây ra những cái tiếng mà nếu mà những cái con loa mà đóng hàng xưởng các bác ạ, các con loa rẻ tiền mà đóng hàng xưởng thì nó chơi nó đóng thẳng vào cái vít gỗ, và cái vít gỗ mà nó đóng rất là sơ sài, thế nên là cái phần mạch điện này nó không gắn chặt vào với thùng, nó vẫn lung lay khi mà cái loa trầm nó hoạt động ấy, thì cái tiếng loa súp đánh ra nó sẽ gây rung lắc cái tiếng ấy, nó nghe rất là khó chịu. Và cái điều đó không bao giờ xảy ra ở những cái hàng cao cấp của DB như thế này. Đấy, khi mà các bác mua hàng của DB thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng và cả cái chất âm của nó các bác nhé. Và ở cái phần mặt trước e căng này thì em sẽ tháo ra để cho các bác cùng xem cái phần loa súp ở bên trong, cái phần bát loa ở bên trong. Và em vừa tháo cái e căng ra rồi các bác nhé. Ở cái phần màng loa ở đây thì nó phủ một cái lớp nhôm, thì nhôm bóng ở ngoài, thế nên nó chịu lực tốt. Và cái đàn hồi ở cái vành loa, đàn hồi vành loa là được làm bằng chất liệu cao su cực kỳ là dày dặn, thế nên cái tái tạo tiếng của nó thì rất là hay. Và các bác xem ở những cái phần vành loa này nữa này, cái phần vành loa được cố định bằng rất là nhiều ốc các bác nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con ốc, 8 con ốc cố định. Thì cả mặt trước mặt sau nó đều cố định rất chắc chắn, cả con loa này được hoàn thiện rất là kỹ càng, nó vì nó là hàng cao cấp mà, nó khác hẳn so với những cái hàng dựng mà các bác mua hàng rẻ tiền các bác nhá. Đây là hàng cao cấp của DB Acoustic, thế nên là về chất âm và về cái độ hoàn thiện của nó thì không thể chê vào đâu được. Và ở trên cái phần màng loa này, cái phần vành loa này thì nó cũng có cái tem của nhà hãng luôn. Tem bảo hành có ở mặt trước, mặt sau, và ở trên nóc thì nó sẽ có cái tem để kích hoạt bảo hành các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ cắm cái đường tiếng vào. Ở đây cái đường tiếng vào các bác, em vừa nãy em chưa nói cái đường tiếng vào của nó. Cái đường tiếng vào thì nó sẽ sử dụng hai đường tiếng. Thứ nhất là các bác có thể sử dụng bằng cái đường dây hoa sen hai đầu. Cái phần line input này nó sẽ sử dụng đường hoa sen hai đầu để các bác lấy từ con vang, hoặc là các bác có thể sử dụng cái đường vào bằng cái đường canon. Ở dưới này nó cũng có đường canon các bác nhé. Thì nó sẽ có hai đường âm thanh, và tùy vào các thiết bị ở nhà bác, các bác tiện sử dụng đường dây nào thì các bác sử dụng đường dây đấy. Và ở đây thì em sẽ lấy cái tiếng từ cái con vang KM330 cũng đến từ thương hiệu DB Acoustic, và các bác nhìn cái con vang nhé. Con vang nó cũng có tem bảo hành ở mặt trên, và ở sườn bên cạnh nó cũng có tem bảo hành của nhà hãng. Đấy, tất cả những cái sản phẩm chính hãng thì đều có đầy đủ tem mác. Và không chỉ là cái tem mác đâu các bác ạ, mà nếu mà các bác mua hàng nhái hàng giả ấy, thì tem mác của nó cũng làm nhái hàng giả được. Các bác phải chọn thứ nhất là cái bên nào đủ uy tín, và cái thứ hai là các bác phải xem cái ruột ở bên trong thì các bác mới phân biệt được hàng nhái hàng giả. Và trên thị trường nha các bác nhá, nó rất là nhiều hàng nhái hàng giả nhái cái thương hiệu DB Acoustic này, bởi vì thương hiệu DB Acoustic là một cái thương hiệu có tiếng trên thị trường, và cái sản phẩm của nó thì cực kỳ chất lượng và hay, được nhiều người tin dùng, thế nên hàng nhái hàng giả sản xuất ồ ạt rất là nhiều. Và ở đây thì em lấy cái đường hoa sen hai đầu từ cái cổng đằng sau của con vang này, nó ghi là đường súp out các bác nhá, đường súp out ở con vang KM330. Con này có đường cắt súp rồi. Và ở trên cái mạch của loa súp này cũng có đường cắt súp nữa. Các bác có thể chỉnh, một là trên con vang, hai là chỉnh ở trên cái con súp điện này, tùy vào cách sử dụng của các bác. Và bây giờ thì em sẽ cắm nhạc và cho nhạc vào để các bác cùng thử cái chất âm của nó. Và khi mà thử chất âm của loa súp ấy thì nếu mà thu bằng điện thoại phải có thiết bị chuyên dụng thì mới thu được cái âm giải âm trầm thôi. Còn nếu mà quay bằng điện thoại thì rất là khó để mà chúng ta có thể nghe được cái tiếng loa súp. Thế nên là nếu mà em bật cái tiếng loa súp nó to ấy
thì các bác sẽ bị nghe cái tiếng ở trong điện thoại, khi mà thu qua điện thoại các bác sẽ nghe thấy tiếng rè rè. Thế nên là thứ nhất là em sẽ cho các bác xem cái phần bát loa ở phía trên nó thụt ra thụt vào cái hoạt động của nó, và ở đằng sau nó có một cái lỗ thoát khí. Nếu mà loa đánh càng mạnh thì cái khí mà nó hút vào và đẩy ra nó càng mạnh. Thế nên là em sẽ lấy cái tờ giấy nhá, em kê ở đây để các bác cùng xem cái độ hút ra đẩy vào của nó, thì là các bác biết cái uy lực của nó hoạt động như thế nào. Và ở đây là mặt sàn ở cái bên cửa hàng của em là khoảng 100 m². Thì nghe cái tiếng này, nếu mà đặt ở trong mặt sàn này thì nó nghe vẫn được, vẫn ok thôi. Nhưng mà để mà nó hay nhất và nó hoạt động ok nhất thì nó ở khoảng mặt sàn 50 m² đổ xuống, là các bác sử dụng con súp 30 này là quá hợp lý rồi. Và bây giờ em sẽ bật âm thanh lên, em sẽ vặn nhạc lên các bác nhá. Ok, bây giờ các bác nhìn cái phần màng loa nó hoạt động này. Nó đang nick bài, các bác có thể thấy cái phần màng loa đang hoạt động nhá. Và bây giờ em sẽ lấy một tờ giấy, em đưa ra đằng sau để em xem cái lực hút và đẩy của cái phần bát của nó nhá. Đây là cái phần mặt sau này, đây là cái lỗ thông hơi của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy một tờ giấy. Đây là một cái tờ giấy A4 các bác nhá. Đây là tờ giấy A4 này, và em sẽ để nó chắn ở cái miệng hút gió và đẩy gió ở đây. Và các bác xem nhá, nó hút và đẩy này. Có thấy không ạ? Nó hút móc cả giấy luôn các bác ạ. Nếu mà các bác được trải nghiệm trực tiếp ý, nếu mà các bác được trải nghiệm trực tiếp thì nó cực kỳ là tuyệt vời luôn. Cái sản phẩm đến từ thương hiệu DB Acoustic, đây là một sản phẩm rất đáng mua. Thứ nhất là về cái chất âm của nó, và thứ hai là các bác có thể xem cái vẻ dáng vẻ bề ngoài của nó. Nó không chỉ là một cái để chúng ta thưởng thức âm thanh, không phải là một sản phẩm để chúng ta thưởng thức âm thanh, mà nó còn là như là một cái vật trang trí, như là một cái kệ trang trí nào chúng ta trang trí ở cho cái ngôi nhà của chúng ta. Nhìn nó rất là sang trọng và cực kỳ hài hòa với cả ngôi nhà các bác nhé. Đây là vân gỗ, là các bác có thể thấy đường vân gỗ tự nhiên rất là đẹp. Và cái sản phẩm này thì bên em đang để giá là khoảng 5,5 triệu các bác nhé. Khoảng 5,5 triệu. Và các bác hãy liên hệ với bên em để được những cái giá tốt nhất và được cái ưu đãi tốt nhất. Và khi mà mua hàng bên em thì các bác sẽ được tặng kèm phụ kiện và được bảo hành chính hãng của nhà hãng. Và số điện thoại của bên em là 0988 646 683. Mọi thông tin chi tiết thì các bác hãy liên hệ với số điện thoại này nhé, và bên em sẽ tư vấn kỹ càng cho các bác. Em xin cảm ơn các bác ạ. Đây là một cái clip mà bên em test hàng, kiểm tra hoạt động của nó, phải tất cả mọi thứ nó hoạt động ok ổn định thì bên em sẽ đóng gói và gửi đi cho khách hàng. Thì bây giờ bên em cũng chuẩn bị là đến giờ đóng hàng rồi, thì bên em sẽ gói hàng này đi và gửi đi cho khách hàng. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Em xin dừng cái clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau.